Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi một con Andrew Clover, con này thì thương hiệu của Ý rồi, anh em xài mấy dòng biết lịch lọc nha. Này mặt rất là độc ha, mặt nó thiết kế cọc số như 3D vậy, mặt lồng chảo, kính lồi, bản thép nha. Được cái là núm cổ chai luôn, núm cổ chai nè, vặn chỉnh giờ vặn cứng lại nha. Đáy sấy nè, tức là chống nước cao nha. Con này nó ghi tới 150 mét nước, 15 ATM, 150 mét nước, cái siêu sao chưa bóc. Về từ bóc siêu ha. Đây. À, anh em nào chưa biết thương hiệu nữa, Anger Clover là nó. Nó là bản nội địa máy Nhật chứ, thương hiệu Ý. Dây khóa nè, nhà thấy cái khóa nhìn uy tín nè. Cái bộ dây là thấy đủ tiện nha, bộ dây thấy chắc không? Rồi anh em mà hay tay to đi, cái này em nghĩ là tay chấp 16 đổ lên nha, 16 đổ lên đeo cũng được. Đó, thấp to nè, với lại máy này thì đeo kiểu lên bộ đồ nổi nổi á, đeo máy này rất sang luôn. Rồi xe ngang của nó luôn 44 mỏng 13.5. Đứng luôn là 52 ha. Máy Nhật nha, lịch lọc đó nha. Rồi con này em bán 850 mã A20 nha, 850k A20. Này độ mới cao lắm. Này hàng nếu mà đeo rồi á, cái nhà thấy cái máy lỗ nó sẽ quát. Con này hàng chưa có đeo luôn, do nó nằm trong lô thì độ mới nó còn 90% thôi. Đó, có báo ha. Rồi 8850 A20 ha. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.